Hello anh em, chắc chắn là đã và đang có rất là nhiều bạn mong mỏi là mình unbox mở hộp về chiếc Realme 6. Ngày hôm nay trong video này nó đã đang xuất hiện trước mặt anh em đây. Từ một cái cửa hàng, một cái shop mà anh em chắc là cũng đã rất là nhiều bạn mua ở trên shop này rồi. Đó là Bảo Châu Store 2017. Đấy, shop này thì bắp đơn ảo rất là nhiều luôn ở trên Shopee. Và thi thoảng thì mình vẫn thấy có một cái bạn trên cái nền tảng TikTok ấy, bạn ấy nêu những cái shop mà bán được nhiều hàng nhất ở trên Shopee thì có nhắc đến cái shop này, nhưng mà hình như là mình chưa mua lần nào. Nhưng mà hôm nay thì đã có rồi nhá. Realme 6 RAM 8 128GB màu trắng, giá là 1,8 củ ở trên Shopee. Đóng bọc bên ngoài các kiểu thì nhìn cũng khá là đẹp đấy. Cẩn thận, ok không nào? Chúng ta cần phải quay các góc, các mặt rất là kỹ nhá. Bởi vì có lẽ mình cũng sẽ nghĩ nếu mà unbox ra thì sẽ phải trả lại cho shop. Bởi vì shop này thì bắp đơn ảo cũng như là gửi những cái đơn hàng sai rất là nhiều trên Shopee rồi. Thi thoảng thì mình lại có một vài bạn nhắn qua Zalo cho mình bảo rằng là làm cách nào để trả, rồi thì shop không rep, rồi thì em mua máy này nhận được máy khác. Đó. Đây, bên trong thì chúng ta sẽ có một cái chiếc hộp như thế này, vẫn cần phải quay các góc nhé. Rạch luôn này. Rồi, mở ra chúng ta sẽ nhìn thấy luôn đó là củ sạc nhìn nó rất là nham nhở nhé. Bên trên này có ghi là output 5V 2,1A, rồi 10W. Có tặng kèm một cái dây cáp sạc Type-C. Bên dưới này là máy này. Ây da. Có tặng kèm theo ốp nhé. Có tặng kèm theo ốp này. Ồ, nhưng mà đây không phải là Realme 6. Đây là Realme C21i RAM 8 128 5G. Mình rõ ràng là mình đặt Realme 6 mà. Realme 6 thì nó sẽ có một cái nốt ruồi ở đằng trước này. Nhưng mà đây không phải nhá. Đó, shop lại giao sai hàng rồi. Ngoại hình máy thì rất là tốt, như mới vậy. Thế nhưng mà đây không phải là cái máy Realme 6 rồi. Shop đã giao sai hàng. Và nó còn bị dính mật khẩu anh em ạ. Không biết là nhập kiểu gì đây. À, mình nhập 6 số 0, vậy là vào được. Rồi, ok. Mình sẽ test thử với cái chiếc máy này nhé. Mặc dù thì đã nhận sai hàng, thế nhưng mà mình vẫn test thử xem là chất lượng của máy như thế nào. Độ sáng thì khá là cao. Mình sẽ giảm xuống này. Cài đặt toàn là bằng tiếng Trung thôi. Ở đây thì mình sẽ thiết lập nó về tiếng Việt đã nhé. Khi mà anh em nhìn thấy tiếng Trung như này mà chúng ta không biết ấy, thì chúng ta sẽ dùng một cái chiếc máy khác vào cái phần Google dịch. Ở đây thì mình sẽ dùng chiếc Xiaomi Mi 8 vào phần Google dịch. Sau đó thì chọn là cái ngôn ngữ tiếng Trung vào máy ảnh. Đó. Mình sẽ vào các thiết lập khác. Soi thì ở phía cuối này mình nhìn thấy phần ngôn ngữ. Phần xanh này. Đó. Kéo xuống đã có tiếng Việt. Ok. Chấp nhận. Rồi, và đã xong phần ngôn ngữ. Mình sẽ vào các cái phần ví dụ như là về giới thiệu về điện thoại này. Đây, tên thiết bị Realme C21i 5G phiên bản Android 10. Chip là Dimensity 720 lõi 8, RAM 8GB. Bộ nhớ là 128, còn trống là 114GB. Phiên bản giao diện người dùng Realme V1.0. Đó là về thông tin của máy. Về vân tay, khuôn mặt và bảo mật. Ở đây mình sẽ thêm dấu vân tay này. Thêm dấu vân tay thì rất là nhanh. Tiếp tục. Ok. Nhận cực kỳ nhanh luôn nhé. Rồi, mình sẽ thoát ra ngoài màn hình và thử kiểm tra xem là cái cảm ứng của nó này. Không hề có điểm chết nào cả. Ok không nào? Còn về camera. Đấy, camera thì mình nhìn thấy rằng là màu sắc của nó hơi bị nhợt nhạt nhé. 1x, 2x này, 5x. Video sẽ quay thử một đoạn video ngắn xem là chất lượng thu âm của nó như thế nào. Rồi, mình thấy thì âm thanh vẫn ok nhưng mà nó hơi vang nhé. Quay trở lại với phần ảnh camera selfie phía trước. Selfie phía trước thì do là đang bị ngược sáng. Ánh đèn của mình nó hắt hơi bị chói, nên là mình cũng chưa thực sự là nhìn rõ cho lắm. Rồi,
Nhưng mà nói chung rằng là về cái mức độ cà da của nó thì rất là nhiều, mức độ chi tiết thì lại không cao. Mình đánh giá cái chất lượng camera selfie của nó chưa thực sự tốt trong cái tầm giá là 1,8 triệu nhé. Rồi, về sim sóng thì sao? Đây là cái phần khay sim của nó. Nó sẽ chứa được 2 nano sim nhé và không gắn được thêm thẻ nhớ. Nhận sim lên sóng rất là nhanh. Mình sẽ tiến hành là gọi 900 thử này. Cái phần loa thoại của nó nghe rất là to, âm thanh thì không bị rè khi mà mình mở mắt. Cảm biến tiệm cận nhận cũng khá nhạy, loa ngoài thì nghe ở mức độ bình thường. Rồi, và mình vừa trải qua một vài những cái bài test cơ bản với cái chiếc Realme C21i 5G, chạy con chip đó là Dimensity 720. Thực sự thì chiếc máy này liệu có ngon hay không thì mình cần phải tra giá nhé. Nói thế chị mà ơi. Ở đây thì mình có tìm là Realme C21i 5G, thế nhưng mà tìm kiếm ra thì chủ yếu toàn là Realme C21i 4G thôi. Bán ra ngoài quốc tế là phiên bản 4G. Còn thì đây mình nghĩ rằng là một cái phiên bản nội địa nhé, nội địa chung, chỉ bán trong nước thôi. Nên là khi mà mình tìm ở đây là không thấy, được nào. Và gần như thì cái phiên bản sách tay này nó cũng khá là hiếm thì phải. Đây, chúng ta sẽ nhìn lại vào cái phần là thông tin của máy giới thiệu về điện thoại. Realme C21i 5G sử dụng con chip là Dimensity 720 lõi 8. Đó. Nhưng ở đây thì mình tìm nó lại không có cái phiên bản đó. Chip Dimensity 720. Có lẽ là khi mà chiếc máy này bán ra ngoài quốc tế thì nó sẽ có một cái tên gọi khác nhé. Mình sẽ tìm hiểu thêm xem. Có thể rằng là Realme V3. Thử xem nào. Nó cũng chạy con chip là Dimensity 720 5G, màn hình là IPS LCD, Full HD cộng, RAM cũng là 8GB, ROM là 128. Rất giống luôn. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ tìm là Realme V3 nhé, ở trên Shopee. Mình tìm cũng không thấy giá của nó luôn. Còn trong cái phần thông tin này thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có hai cái phiên bản lựa chọn, đó là Oppo A57 và Realme 6. Nhưng mà đây là hình như là shop khác. Trên đây là đâu nhỉ? Bảo Châu Store, vẫn là Bảo Châu mà. Vẫn là cái đường link này, hình như là thế thì phải. Rồi, nhưng mà thôi, có lẽ là mình sẽ tra lại cái phần thông tin của máy nhé. Mình sẽ tra lại xem là cái shop nào mà bán chiếc Realme V3 có cùng thông tin cấu hình với cái chiếc máy này, xem là giá của nó là bao nhiêu. Ok không nào? Xem ra là mình có hời hay là không. Nhưng mà thường anh em để ý là với cái shop này ấy, thì là họ rất là hay để cho chúng ta ảo tưởng là chúng ta đã mua được hời. Đó, thế nhưng mà không phải đâu. Một là nếu mà chúng ta mua được cái chiếc máy đời cao hơn ấy, thế nhưng mà nó đã được thay màn hình hoặc là thay vỏ, nhìn rất là mới, thế nhưng mà sử dụng thì rất là cùi bắp. Ok không nào? Còn hai ấy, thì là họ sẽ gửi cho chúng ta một cái chiếc máy nó cùi bắp hẳn luôn. Và với cái chiếc máy này thì mình cũng chưa biết được rằng là nó đã bị thay màn hình hay là chưa, và giá cả của chiếc máy này thì nó đang ở mức độ nào. Nên là mình cũng chưa so sánh được xem là mình có hời hay không. Còn thì về ngoại hình của nó thì rất là mới, chúng ta sẽ được tặng kèm theo sạc cáp, rồi thì ốp lưng, kính cường lực các kiểu. Thế nhưng mà lại gửi sai hàng. Như thế này thì chắc chắn là mình cũng sẽ trả lại shop thôi. Thế nhưng mà ít nhất là mình cũng sẽ để tầm khoảng vài ngày để mình có thể là test game cũng như là test đủ các thứ cho cái chiếc máy này luôn, để cho anh em tham khảo nhé. Ok không nào? Còn rất là cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này của mình. Anh em có những nhận xét như thế nào thì có thể comment bình luận ở phía bên dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.